Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em một bài số 6 hình thoi, gồm có hai clip rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái bài cuối cùng. Đó chính là của phần tứ giác này là chính là hình vuông. Thì ở trong các clip trước ấy thì thầy hay nhắc hình vuông nó chính là sự cộng gộp giữa hình chữ nhật và hình hình thoi. Tại vì hình chữ nhật á là một tứ giác nó có bốn góc vuông. Nhưng mà hai cạnh cái cạnh kề của nó là nó không bằng nhau. Em hiểu nào, nhưng mà ở hình thoi á, hình thoi thì sao, bốn bốn cạnh của nó, bốn cạnh của nó thì bằng nhau, nhưng mà nó các góc của nó không có vuông. Như vậy kết hợp giữa hai này thì hình vuông này này, đây chính là hình có gì, có bốn góc vuông và đồng thời bốn cái cạnh của nó là đồng thời là bằng nhau luôn. Thì nó như vậy, cái anh hình vuông này thì nó sẽ thừa hưởng hai cái tính chất của hình gì, của hình chữ nhật và hình thoi, nhóm thành như vậy, hiểu chưa? Ở đây người ta nói như đây, một số họa tiết và hoa văn trên thổ cẩm có dạng hình vuông. Ở đây em ha, hình vuông tính chất như cái này thì chúng ta học chúng ta sẽ biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần một định nghĩa này. Rồi thì hồi nãy thầy đã phân tích và chúng ta cũng đã hình dung và nắm được rồi đúng không nào? Chúng ta đi sang hoạt động một, cho biết các góc và các cạnh của tứ giác ABC ở hình có đặc điểm như gì. Như vậy thì bốn góc này này, như giới thiệu ban đầu thì thầy nói với em đây chính là bốn góc gì, đây chính là bốn góc vuông, là cái đặc điểm này là giống của hình gì, hình chữ nhật. Các em hiểu nào, là bốn góc của nó là góc A bằng góc B bằng góc C và bằng góc D là bằng 90 độ này. Cạnh cạnh đây, cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD và cạnh bằng cạnh DA. Cái này đặc điểm này là giống của hình gì, của hình thoi. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì đó chính là hình thoi. Như vậy là có AB bằng BC bằng CD và bằng DA. Như vậy hình vuông thì nó phải đảm bảo được hai yếu tố này, được chưa? Như vậy người ta có định nghĩa này, hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông này và bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh bằng nhau, thầy đề nghị chúng ta ghi phần này vô và để chúng ta học nha. Ok, được nào? Về phần ví dụ 1, ở đây người ta nói gì đây? Ở hình 66 tứ giác này là hình vuông. Ví dụ ở hình A này, em thấy đảm bảo là góc A, góc B, góc C, góc D, đây là bốn góc vuông, là đủ điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai xem thử là các cạnh của nó có bằng nhau hay không. Thì ở đây em thấy là cạnh AB 3 cm, BC 3 cm, CD 3 cm và DA 3 cm, thì chứng tỏ bốn cạnh này bằng nhau. Như vậy hình này chính là hình vuông. Ta chọn hình A này. Còn ở hình B, các góc của nó có vuông gan, các góc của nó không phải là góc vuông. Các cạnh của nó có bằng nhau không? Có bằng nhau. Hình này là hình thoi này, đây chính là hình thoi chứ không phải là hình vuông, đúng nào? Ở hình C thì bốn góc của nó là vuông, là ok, đảm bảo được điều kiện thứ nhất rồi. Nhưng mà các cạnh này, ở đây là 3,2 mà ở đây 3, thì đây chính là hình gì? Đây chính là hình chữ nhật này. Dù không phải là hình vuông thì giáo viên có thể hỏi thêm là như vậy cái hình này không phải hình vuông thì nó là hình gì? Đó chính là hình thoi, tại vì bốn cạnh nó bằng nhau này. Còn ở đây nó có bốn góc vuông và các cạnh nó không bằng nhau thì chứng tỏ nó chính là hình chữ nhật, hiểu chưa? Dễ không em? Rất là dễ luôn đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang phần 2 là phần tính chất nha. Như vậy về phần định nghĩa thì chúng ta đã nắm rồi, bây giờ chúng ta đi sang phần 2, đó chính là phần tính chất. Ta đi sang hoạt động 2 này. Mỗi hình vuông có phải là một hình chữ nhật hay không? Thì chắc chắn là có vì có mấy góc vuông, có bốn góc vuông. Có bốn góc vuông bằng nhau và bằng 90 độ. Chỉ việc nó có bốn góc vuông là ok rồi. Mỗi hình vuông có phải là một hình thoi hay không? Thì chắc chắn là có. Đúng không? Cũng là có. Vì có mấy cạnh, bốn cạnh bằng nhau. Học tại nó rồi, cái phần tứ giác này là các cái bài của nó là liên quan với nhau hết, gần như liên quan với nhau hết, từ hình này liên quan tới hình kia, từ hình kia liên quan tới hình kia nữa, và chúng ta phải nắm được các cái định nghĩa, tính chất, dấu hiệu thì chúng ta mới làm được ở cái phần này. Về phần nhận xét ta ghi vô thì giống như ban đầu thầy đã giới thiệu và nói rồi, hình vuông nó sẽ có tất cả các tính chất của hình gì, hình chữ nhật và hình hình thoi, cứ có gì thì. Nhưng mà đôi lúc á chúng ta nó sẽ cộng gộp lại này, trong hình vuông này các cạnh đối song song,
hai đường chéo bằng nhau này. Đấy, hai đường chéo bằng nhau, vuông góc này bằng nhau là của thằng nào? Của thằng hình chữ nhật này, vuông góc là của thằng hình thoi này, và cách nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nếu cách nhau tại trung điểm mỗi đường thì đó chính là, nếu mà tổng hợp luôn thì nó là hình chữ nhật. Mà sau này ở cái bài trước kia chúng ta đã biết nó chính là hình bình đẳng luôn đó. Hai đường chéo là các đường phân giác của các đỉnh, đầy đủ hết tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi nghe. Đây là của thằng hình thoi này đó. Về phần dựng ví dụ 2, ở đây người ta đã cho chúng ta và người ta đã giải rồi. Thầy sẽ làm cho em phần này. Cho hình vuông ABCD, tính số đo các góc CAB và DAB, ADAC. Đây, thầy sẽ mượn cái hình này đây. Thầy mượn cái hình này nha. ABCD, các em vỉ em thầy cái hình này vô. Tính số đo các góc CAB, CAB, CAB là góc này. Rồi CDA góc này, ôi giời, quá dễ. Nhìn vô biết bao nhiêu độ rồi, 45 độ. Tại vì sao? Tại vì ở đây người ta đã nói cho em một câu này. Hai đường chéo là các đường phân giác này, đường phân giác của các góc ở đỉnh. Như vậy AC ở đây đó chính là gì? Đó chính là đường phân giác của góc A ở đây. Mà đường phân giác thì nó chỉ chia cái góc tổng này thành hai góc nhỏ bằng nhau. Mà góc tổng ta là góc vuông. Mà góc vuông thì bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ, thì chúng ta chia hai ra thì mỗi góc này sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 45 độ. Hiểu chưa? Ở đây em ghi là vì ABCD là hình vuông nên AC là cái tia phân giác của góc DAB. Đúng, AC này chính là tia phân giác của góc DAB. Chúng ta có hai cái góc này bằng nhau, chính là CAB sẽ bằng góc DAC và sẽ bằng góc DAB chia mấy? Chia 2. Ở đây người ta bằng 90 độ chia 2 là bằng 45 độ. Xong. Cực kỳ đơn giản như vậy, không có gì khó hiểu cả các em. Ok chưa? Hiểu chưa nào? Rồi. Ở ví dụ 3 thì thông thường ấy, ở cái phần hình vuông thì người ta áp dụng định lý Pythagore rất là nhiều các em. Đây, các em người ta áp dụng Pythagore. Pythagore thì các em cứ nhớ thầy là bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Vậy thôi. Đó rất là đơn giản nha. Phần này chúng ta đọc chúng ta hiểu không? Tại vì những bài này rất là dễ. Khi nào thầy nó khó thì nó khó, nhưng mà những bài này dễ thật các em ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần cuối cùng, đó chính là phần ba la mã. Dấu hiệu nhận biết hình vuông. Chúng ta sẽ đi sang làm cái hoạt động 3. Gồm có 3 câu rất là nhiều. Bây giờ chúng ta xử lý từng câu nha, từng câu. Cho hình chữ nhật ABCD có hai cạnh kề AB và BC bằng nhau. ABCD có phải là hình vuông hay không? Thì chắc chắn là phải rồi. Như vậy đây chính là dấu hiệu 1 này. Nên chúng ta để chứng minh hình vuông rồi, thì chúng ta đưa cái tứ giác đó về hình chữ nhật trước. Từ hình chữ nhật đó các em chứng minh thầy hai cạnh kề bằng nhau thì nó chính là hình vuông. Nghĩa là ở phần hoạt động này, sau khi chúng ta chứng minh mỗi câu thì chúng ta sẽ rút ra phần dấu hiệu luôn. Hiểu chưa? Như chúng ta hiểu luôn á. A này, chúng ta có cái hình chữ nhật, hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật thì chắc chắn tứ giác đó nó sẽ là cái hình là có bốn góc vuông sẵn rồi, nó đã có điều kiện một rồi, đúng không nào? Hình chữ nhật ABCD nó có ở đây là AB, đây có hình kề AB bằng BC, AB bằng BC, thì từ đây chúng ta suy ra cái hình chữ nhật ABCD nó lại có cái gì? Điều kiện thứ nhất nó đảm bảo này, theo định nghĩa này, góc A bằng góc B bằng góc C và bằng góc D là bằng 90 độ. Cái này là hình chữ nhật thì luôn luôn có. Và khi người ta đã cho cái em AB bằng BC thì suy ra bốn cái cạnh tương ứng này chắc chắn nó sẽ bằng nhau. Nghĩa là AB bằng BC bằng CD và bằng D DA. Nên từ đây chúng ta suy ra hình chữ nhật ABCD là hình vuông. Câu B. Em hiểu chưa? Như vậy chúng ta đã rút ra được cái dấu hiệu 1 rồi đấy. Cho chữ nhật ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Hai đường chéo vuông góc này.
Như vậy thì người ta hỏi các em là cái đường thẳng AC có phải là đường trung trực của đoạn thẳng BD hay không? AC có phải là đường trung trực của BD hay không? Như vậy chúng ta ở đây O là giao điểm, mà trong khi đó ABCD đây chính là hình gì? Hình chữ nhật, nên chúng ta sẽ có OA sẽ bằng với OC. Mà OA thì lại vuông góc với lại BD. Chúng ta sẽ suy ra AO này chính là đường trung trực của BD. Đúng không? Được chưa? Ok. Đường trung trực, đường trung trực của BD. Nên từ đây chúng ta rồi gì nữa? CO này cũng chính là đường trung trực của BCD. Từ đó chúng ta suy ra AC này chính là đường trung trực của BD. Được chưa nào? Rồi, ta làm câu B. Như vậy thì O là giao điểm của AC và BD. Vì ABCD là hình chữ nhật, là hình chữ nhật, nên chúng ta có OA sẽ bằng với OC, đúng không? OA sẽ bằng với OC. Mà AO thì vuông góc với lại BD, nên từ đây chúng ta suy ra AO là đường trung trực của BD. Được nào? CO cũng vuông góc với BD, suy ra CO cũng là đường trung trực của BD. Từ đó chúng ta suy ra AC là đường trung trực của BD. Rồi, người ta hỏi một ý nữa, người ta hỏi nói là ABCD có phải là hình vuông hay không? Thì chắc chắn là hình vuông. Tại vì chúng ta xét một tam giác thôi, ví dụ tam giác ABD có AO vừa là đường trung tuyến, tại vì O này trung điểm này, vừa là đường trung trực, nên tam giác ABD nó sẽ là tam giác gì? Tam giác cong. Mà tam giác cong thì chúng ta suy ra AB này sẽ bằng với AD. Mà AB bằng AD thì theo dấu hiệu 1 thì hai cạnh kề của hình chữ nhật bằng nhau thì nó chính là hình vuông. Hiểu chưa? Đấy. Như vậy chúng ta xét cái tam giác ABD có AO vừa là đường trung tuyến, vừa là đường trung trực. À, nên suy ra tam giác ABD vuông tại A, A tại loại, cong tại A, cong tại A, các em hiểu chưa nào? Đấy. Nên từ đây chúng ta suy ra AB sẽ bằng với AD, nên suy ra ABCD là hình vuông theo dấu hiệu 1. Được chưa? Câu C. Như vậy ở đây cái dấu hiệu 2 người ta rút ra được là gì? Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau thì nó chính là hình vuông. Câu C là cái gì đây em? Cho hình chữ nhật ABCD có AC là tia phân giác. AC là tia phân giác của cái góc DAB. Đây. Khi nó là tia phân giác thì ngay lập tức ta phải ký hiệu hai góc nhỏ này sẽ bằng nhau. Tam giác ABC có phải là tam giác vuông cong hay không? À, như vậy thì ở đây em như này, để xem thử nó là tam giác vuông cong thì nó phải vừa vuông và vừa cong, thì ở đây đã vuông rồi này, vuông là có vuông rồi đây, đúng không? Thì cong chứng tỏ chúng ta phải chứng minh giùm thầy hai cạnh bên bằng nhau, hoặc là hai góc ở đấy này bằng nhau. Được nè. Như vậy ở đây các em nhìn nè, thầy chỉ em trình hình nè. Nó tia phân giác thì chứng tỏ mỗi góc này là bao nhiêu độ? Đây 45 độ, đây 45 độ. Đúng không? Ở đây 45, ở đây 45, mà vuông ở đây, ngay chỗ đây vuông ở đây 45 thì chắc chắn góc này sẽ 45 và góc này cũng sẽ 45. Thầy lấy ví dụ để tính góc này nha, thì trong tam giác AOD
AOD góc này 45 độ, góc này mình 90 độ này. Thằng này 90 độ thì em lấy 180 độ thì em trừ này, trừ này thì ra được hay hay nó cách khác là hai góc này là hai góc phụ nhau này. Hai góc phụ nhau nghĩa là hai góc này sẽ bằng 90 độ, mà góc này 45 thì góc này chắc chắn sẽ 45. Trong tam giác vuông ta áp dụng được cái tính chất phụ nhau ha. Bây giờ chúng ta đã hiểu chưa, tại sao nó tam giác vuông cong chưa? Tại vì hai góc ở đấy nó bằng nhau thì suy ra tam giác cong, mà cái vuông ở A nữa thì nó chính là tam giác vuông cong. Được chưa nào? Vì AC là tia phân giác của góc DAB nên suy ra cái góc DAB CAB và CAD ha. Sẽ bằng DAB chia 2. Nên từ đây chúng ta làm suy ra cái góc ADB sẽ bằng 90 độ. 90 độ trừ cho góc này. Góc góc này là góc CAD. 90 độ trừ 45 độ bằng 45 độ. Ở đây các em ghi là phụ nhau. Để giáo viên sẽ hiểu phụ nhau em nhé. Phụ nhau. Suy ra góc ở đây ABD cũng sẽ bằng 90 độ trừ góc CAB. 90 độ trừ 45 độ bằng 45 độ, các em ghi là phụ nhau. Nên từ đây chúng ta suy ra góc ADB sẽ bằng AB BD. Suy ra cái tam giác ABD vuông cong tại vuông cong tại A. Người ta hỏi đây có phải hình vuông không, chắc chắn nó là hình vuông. Vuông cong tại A, từ đây chúng ta suy ra AB sẽ bằng AD. Từ đây chúng ta suy ra ABCD là hình vuông. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau thì nó chính là hình vuông. Như vậy thì qua ở cái câu C chúng ta rút ra được dấu hiệu là gì? Nếu mà hình chữ nhật nó có một cái đường chéo, nó chính là các cái là đường phân giác của các góc ở đỉnh đó, thì nó cũng chính là hình vuông. Câu A này, câu B. Được chưa? Câu C. Rồi, được chưa? Ở đây chúng ta ghi thầy phần dấu hiệu vô. Thầy dấu hiệu chưa? Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông này. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của các góc là hình vuông. Ghi thầy ba dấu hiệu này vô để học em nha. Ví dụ 4 xem. Thầy chỉ làm cho em câu này nữa là xong nha. Nhìn đây em. Cho tam giác ABC vuông cong tại A. Vừa vuông và vừa cong. Đó. Vuông cong nghĩa là hai cạnh bên này cũng sẽ bằng nhau này. Trên cạnh BC lấy các điểm BC đây. Lấy các điểm DE sao cho BD bằng DE và bằng EC. BD. Đây này bằng nhau. Qua D và y kẻ đường vuông góc với BC, chúng cắt AB và EC lần lượt tại ở đây là H và G. Kẻ đường vuông góc đây là H, đây là G.
Chứng minh tứ giác DEGH là hình vuông. Ta nói GH lại. Đây. Đó, thì bài của ta là như vậy. Cái hình vẽ. Rồi em nhìn nhìn thầy ở trên hình này, thầy chứng minh cho em xem nha. Để chứng minh EGHD ấy, mà trở thành hình vuông ấy, thì chúng ta không thể nào xuất phát từ tứ giác mà bay qua hình vuông được. Mà người ta phải hiểu nguyên tắc là người ta phải đưa nó về gì? Về hình chữ nhật. Rồi mình suy ra hình vuông. Mà một tứ giác mà để chứng minh nó là hình chữ nhật thì thường ta phải chứng minh nó là ba cái vuông. Liệu trong hình này chúng ta có thể chứng minh nó là ba cái vuông được hay không? Còn nếu mà không chứng minh được thì chúng ta phải nghĩ ngay tới cái việc đó chính là chúng ta phải chứng minh nó là hình bình hành. Để chúng ta đưa về nó là hình chữ nhật, từ hình chữ nhật đưa ta đưa về về hình vuông. Theo các dấu hiệu mà chúng ta đã biết ấy. Thì theo cái bài này á, chúng ta không thể nào chứng minh nó có ba góc vuông được em. Mà chúng ta nên chứng minh nó là hình bình hành trước. Tại vì sao này, em nhìn này. Người ta đã cho cái em HD vuông góc với CB, GE vuông góc với lại CB, nên từ đây chúng ta suy ra HD sẽ song song với GE là một yếu tố. Nếu em chứng minh được HD mà bằng GE nữa thì chúng ta suy ra cái tứ giác EGHD thì nó chính là hình bình hành. Tại vì có một cặp cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau. Em hiểu không? Tại vì song song nó đã có rồi. Hiểu chưa? Như vậy bây giờ thầy chứng minh nó song song trước nha. Đúng nào. Ta có GE vuông góc với lại CB. HD cũng vuông góc với lại CB. Ở đây theo giả thiết, cái này cũng theo giả thiết, từ điểm ta suy ra GE sẽ song song với HD. Được chưa? Em hiểu chưa? Như vậy thầy đã chứng minh được yếu tố thứ nhất, đó chính là song song. Bây giờ nhiệm vụ của thầy là chứng minh GE và HD này bằng nhau nữa để thầy kết luận đầu tiên nó sẽ là hình bình hành trước. Em hiểu không? Hiểu ý thầy nói nè. Bây giờ nhìn trên đây thầy chứng minh tại sao GE bằng HD nhé. Em nhìn nha. Ở đây người ta ban đầu người ta đã cho em tam giác ABC là tam giác gì em? Đó chính là tam giác vuông cong tại A. Mà khi đã là tam giác vuông cong ấy thì chắc chắn hai cái góc này, cái góc C tam giác cong, bản thân tam giác cong ấy thì hai góc ở đấy này đã bằng nhau. Mà trong khi là vuông nữa thì chứng tỏ mỗi thằng là bằng bao nhiêu độ? Góc này sẽ bằng 45 độ và góc này sẽ bằng 45 độ. Có đúng không? ACB là tam giác vuông cong tại A. Nếu cong thì hai góc này bằng nhau, mà ở đây là vuông nữa thì thằng này bằng 90 độ. 90 độ mà trong khi đó hai góc này bằng nhau, mà hai góc này là hai góc phụ nhau. Phụ nhau nghĩa là góc C cộng góc B bằng 90 độ, mà trong khi đó hai góc này bằng nhau, chứng tỏ hai góc này sẽ mỗi góc sẽ bằng 45 độ. Rồi ok. Tiếp tục. Góc này bằng 45, góc là 45 đúng không? Bây giờ các em nhìn này. Trong tam giác HDB, các em thấy HDB góc cái tam giác nhỏ này. Chúng ta hiểu tam giác này thì chúng ta sẽ hiểu tam giác nhỏ bên đây luôn. Các em nhìn này. HDB thì vuông ở đâu? Vuông tại H, vuông tại D. Chỗ này 45 độ. Thì chứng tỏ chúng ta cũng sẽ tính được góc ở đây bằng bao nhiêu? Bằng 45 độ. Đúng không? 45 độ. Tại sao thầy nói được như vậy? Tại vì góc B và góc H ở vị trí này là hai góc phụ nhau. Hai góc phụ nhau. Em hiểu không? Hai góc phụ nhau. Như vậy thì ở đây đã 45 độ rồi thì các em lấy 90 độ, các em trừ cho 45 thì ra được 45. Như vậy cái tam giác này là tam giác gì? Góc này 45, góc này 45, hai góc ở đấy bằng nhau. Tam giác này cũng sẽ là tam giác giác cong vuông cong tại D. Như vậy khi đó chúng ta kết luận là DB sẽ bằng gì? DH. DB sẽ bằng DH. Chúng ta làm tương tự, chúng ta cũng sẽ kết luận được ngay chỗ đây, chúng ta cũng sẽ tính được 45 độ. Nên từ đó chúng ta sẽ kết luận cái tam giác này cũng sẽ tam giác vuông cong tại E. Từ đó chúng ta suy ra GE sẽ bằng với CE. Như vậy thì ban đầu ở đây người ta đã cho em này. Cho em này, thấy không? Thằng này bằng thằng này bằng thằng này. Trong khi đó, chứng tỏ thằng DB này sẽ bằng với CE. DB sẽ bằng CE. Trong khi đó HD thì bằng DB. GE thì sẽ bằng CE. Mà hai thằng này bằng nhau, từ đó chúng ta kết luận hai thằng này bằng nhau. Ra chưa? Hiểu không? Như vậy hai thằng này bằng nhau, mà nãy chúng ta đã chứng minh được GE song song với HD, bây giờ chúng ta đã chứng minh được GE bằng HD, nên từ đó chúng ta suy ra cái tứ giác EGHD để chính là hình bình hành. Rồi, làm cho nó ra hình bình hành, gieo tính tới hình chữ nhật sau nha. Được không? Bây giờ tiếp tục ta xét. Ở đây ta ký hiệu đây là 1 đi. Xét tam giác ABC
vuông cong tại A. Khi nó đã vuông cong thì hai góc ở đấy này vừa bằng nhau là bằng bao nhiêu độ? Bằng 45 độ. Nghĩa là góc ABC sẽ bằng góc ACB sẽ bằng 45 độ. Được chưa? Bây giờ chúng ta xét cái tam giác vuông bên này trước. Xét cái tam giác HDB vuông tại D có, đúng không? Vuông tại D. Ở đây nó vuông tại D. Như vậy thì cái chúng ta sẽ tính góc này. Được nè. Ta có cái góc BHD. Ta có BHD sẽ bằng 90 độ trừ cho cái góc này. Góc B ở đây. Nghĩa là góc ABC, đúng không? ABC hay nói cách khác đây chính là HBD đấy. HBD đấy. Ở đây 90 độ trừ cho 45 độ thì bằng ở đây là 45 độ. Nên từ đây chúng ta suy ra hai góc này bằng nhau. Suy ra cái góc BHD sẽ bằng HBD bằng 45 độ. Suy ra cái tam giác HDB vuông cong tại D. Và vuông cong tại D từ đây chúng ta suy ra gì? Kem. Chúng ta sẽ suy ra mục đích ta là suy ra DH. HD sẽ bằng với DB. Chúng ta làm tương tự với tam giác, xét tam giác EGC vuông tại E. Vuông tại E có ở đây em. Nãy thầy giảng trên hình thì chắc hiểu rồi chứ phải không? Vậy thôi thầy không kéo hình xuống nữa. Chúng ta có là cái góc CGE. CGE sẽ bằng cái góc bằng 90 độ trừ cho góc C, nghĩa là GCE. Nghĩa là góc C đấy bằng 45 độ đấy. Bằng 45 độ. Suy ra cái góc CGE bằng góc ICG sẽ bằng 45 độ. Suy ra cái tam giác IGC vuông cong tại E. Vuông cong tại E. Và vuông cong tại E suy ra đây là EC sẽ bằng E IG. Hồi nãy chỗ này ta ký hiệu đây là 2. Chỗ này ta ký hiệu là 3. Mà theo đề bài á, chúng ta có BD thì bằng DE và bằng EC, ta ký hiệu đây là 4. Như vậy theo 2 này, 3 này, 4 này, ta suy ra 2 này, 3 này, 4 này thì mục đích ta suy ra là cái gì nghe? Chúng ta suy ra là HD sẽ bằng với DE và sẽ bằng với EG. Được chưa? Như vậy thì chúng ta ký hiệu đây là 5. Ta xét cái tứ giác HDEG có HD thì song song với EG và HD bằng EG, đúng không? Từ đây chúng ta suy ra HDEG là hình bình hành. Chứng minh đó là hình bình hành trước. Rồi sau khi hình bình hành xong, đúng không? Hình bình hành để quay hình chữ nhật thì nó có mấy góc vuông? Chỉ cần một góc vuông thôi. Như vậy ở đây chúng ta có góc D hay góc E này nè. Đây người ta chỉ ra góc D, HDE. HDE bằng 90 độ thì nó sẽ là hình chữ nhật. Mà chúng ta có góc HDE thì bằng 90 độ. Mình suy ra HDEG là hình chữ nhật. Mặt khác, hình chữ nhật có cặp cạnh kề bằng nhau thì nó sẽ là hình vuông. Thì chúng ta đã chứng minh được là HD để bằng ED này. HD bằng ED thì hình chữ nhật này nó sẽ là hình vuông. Mặt khác, ta có HD thì bằng DE. Nên ta suy ra cái hình chữ nhật. Các em hiểu theo trình tự chưa?
HDIG là hình vuông. Xong. Khá dài nhưng mà nó khá hay đúng không em? Đấy, cái hình vẽ đấy nên thầy nói em hiểu thì nó hay mà không hiểu thì nó là dở. Mình cố gắng hết sức. Đây nha. Làm tổng hình nó phải logic và nhớ là phải căn cứ vào đâu em nhé, chứ không phải làm lùi được đâu, làm lùi nó không ra được. Ta phải tư duy một xíu, với lại cái môn hình này á nó cũng có năng khiếu lắm em nhé. Ta phải biết cách nhìn hình và vận dụng một cách thành thạo và logic các cái phần định nghĩa tính chất và dấu hiệu để chúng ta nắm và chúng ta chứng minh được. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Để phần bài tập thì ở bên đây người ta cho em 5 bài. Cho em 5 bài thì ở đây này, ngoài các dấu hiệu ra thì nó có các dấu hiệu sau khi người ta làm bài 1, bài 2 người ta rút ra được hai dấu hiệu nữa này. Hiểu chưa nào? 5 bài thầy sẽ làm cho các em trong clip sau. Chắc làm thì em 2 clip. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Đến đây phần bài tập cuối chương rồi. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy quay cho thầy nha. Ở đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Đẹp luôn.